bão Milton quần thảo Florida, làm 14 người chết, hàng triệu người mất điện. Giới chức và cư dân bang Florida, Mỹ, hôm qua chật vật chống chọi những cơn gió giật, ngập lụt và lốc xoáy dữ dội từ bão Milton. Cơn bão đã suy yếu khi đổ bộ vào đất liền, so với thời điểm sức gió đạt cấp 5, cấp tối đa, khi ở ngoài khơi. Tính đến trưa qua giờ Việt Nam, tức rạng sáng ngày 10 tháng 10 theo giờ Mỹ, bão Milton đã hạ xuống cấp 1, với sức gió mạnh nhất khoảng 144 km/h. CNN đưa tin, con phố ở thành phố Fort Pierce, Florida tan hoang do lốc xoáy nguy hiểm rình rập. Giới chức Florida liên tục cảnh báo nguy cơ ngập lụt và triều cường đe dọa đến tính mạng người dân. Các chuyên gia đề cập triều cường do bão Milton có thể cao đến 4 mét ở một số khu vực. Bám thùng giữ nhiệt sống sót trước sóng cao 7 mét giữa bão Milton tại vịnh Tampa, bao gồm các thành phố Tampa, St. Petersburg và Clearwater. Chính quyền phải ban bố tình trạng khẩn cấp về lũ quét, một cảnh báo hiếm khi được đưa ra. Với việc lũ lụt được dự đoán gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của, theo The New York Times, triều cường do bão Ian tại Mỹ hồi năm 2022 từng khiến 41 người thiệt mạng vì đuối nước. Một số nơi tại St. Petersburg và Tampa ghi nhận lượng mưa đạt kỷ lục hơn 250mm trong vòng 3 tiếng sau khi bão đổ bộ. Nhà cửa thiệt hại sau lốc xoáy tại Florida tại hạt St. Lucy ở Florida, giới chức địa phương thông tin ít nhất 2 người chết và nhiều người được đưa đến bệnh viện khi những cơn lốc xoáy xuất hiện. Theo NBC News, các cơn lốc xoáy khiến hơn 100 ngôi nhà bị phá hủy, chủ yếu là nhà di động. Do ảnh hưởng của bão, hơn 3 triệu hộ dân ở Florida mất điện. Thành phố St. Petersburg ở Florida ghi nhận nhiều sự cố khi một đường ống nước chính bị vỡ làm gián đoạn dịch vụ cung cấp nước uống. Một cần cẩu tại công trường đổ sập và cơn bão đã làm tốc mái một phần ở sân bóng chạy Tropicana Field, có sức chứa hơn 42.000 người. Ô tô bị ngập ở hạt Hubbard, Florida khi bão Milton đổ bộ. Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden đã được thông báo về tình hình sau khi bão Milton đổ bộ. Trước đó, ông Biden nhấn mạnh sẽ cung cấp những hỗ trợ có thể nhằm đảm bảo công tác cứu hộ và phục hồi, nêu thêm 20 triệu suất ăn. 40 triệu lít nước đã sẵn sàng để chuyển đi. Lầu Năm Góc cũng bố trí sẵn các đội tìm kiếm cứu nạn. Ước tính thiệt hại CNBC hôm 8. Mười dẫn lời những nhà phân tích phố quan nhận định bão Milton có thể gây thiệt hại hơn 50 tỷ USD cho kinh tế Mỹ và có thể lên đến 175 tỷ USD trong kịch bản xấu nhất. Trang Investopedia ngày 9 tháng 10 dẫn báo cáo từ công ty tư vấn kinh tế Oxford Economics, trụ sở tại Anh, ước tính hoạt động kinh tế tương đương 2.8% tổng sản phẩm quốc nội, GDP, của Mỹ nằm trên đường đi của bão Milton. Do đó cơn bão có thể làm giảm đà tăng trưởng GDP quý tháng 4 năm 2024. Ngoài ra, một số khu vực tại Florida vẫn đang trong quá trình khắc phục sau bão Helene. Reuters ngày 9 tháng 10 dẫn báo cáo từ các nhà phân tích cho rằng bão Milton có thể gây tổn thất lên đến 100 tỷ USD cho ngành bảo hiểm toàn cầu, qua đó tạo ra đợt tăng giá hoạt động tái bảo hiểm vào năm sau. Các nhà phân tích ở công ty SP, Mỹ, lưu ý bão Milton có thể làm nhiều doanh nghiệp bảo hiểm cạn kiệt ngân sách cho ứng phó thảm họa năm 2024. Đến sáng ngày 10 tháng 10, các quan chức Florida khu vực bão đi qua bắt đầu đánh giá thiệt hại. Thị trưởng các thành phố ở Florida nói rằng giới chức và cư dân địa phương đã rút ra kinh nghiệm khi trải qua cơn bão Helene cách đây không lâu. Do đó đã có những phương án sơ tán, phòng chống kịp thời trước khi bão Milton đổ bộ. Chia sẻ với Thanh Niên hôm qua, anh Bá Đức, sống tại thành phố Tampa, bang Florida, cho biết Milton là cơn bão mạnh nhất anh từng trải qua, sau bão Ian hồi năm 2022. Anh nói thêm cơ quan chức năng đã phát thông báo khẩn cấp qua tất cả thiết bị di động, khác với tin nhắn bình thường. Tin cảnh báo bão khi gửi đến thì điện thoại sẽ tự động phát âm thanh lớn, anh Đức cho biết. Giới chức Tampa đã lập bản đồ những khu vực sơ tán, trong đó những cư dân thuộc khu A và B phải sơ tán bắt buộc. Anh Đức cho biết mình không nằm trong khu sơ tán, nhưng đã chứng kiến những cơn gió giật rất mạnh khi ở nhà vào tối 9:10, mưa và gió giật rất lớn khoảng 5-10 giây rồi dịu lại, trước khi giật tiếp. Một số bạn bè tôi thông báo có nhà ngập lên nửa ô tô, mặc dù cách biển hơn 30 km, anh chia sẻ và kể thêm cách đây 2 ngày khi mua đồ tích trữ thì mọi người vẫn giữ ý thức.
không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy giành giật nhu yếu phẩm. Đến đêm ngày 9 tháng 10, vài tiếng sau khi bão đổ bộ, tâm bão Miu Tần đã di chuyển khỏi thành phố Tampa và hướng về thành phố Orlando, Florida. Cơn bão đã khiến hơn 2 triệu căn nhà ở bang Florida mất điện. Lực lượng cứu hộ tại Tampa phải tạm dừng các hoạt động khẩn cấp cho đến khi tình hình cải thiện. Trong bối cảnh sức gió ở nơi này vượt hơn 160 km/h, người dân cũng được khuyến cáo không nên đến vùng bị thiệt hại để tránh làm cản trở lực lượng cứu hộ. Thống đốc DeSantis cho hay hàng trăm nhân viên cứu hộ đang tham gia công tác ứng cứu tại 26 hạt. Trước đó, Tổng thống Joe Biden đã triển khai hàng ngàn nhân viên liên bang đến các vùng bị ảnh hưởng, gồm hơn 1.000 thành viên tuần duyên Mỹ. Trong một diễn biến liên quan, Reuters đưa tin hai thẩm phán liên bang đã từ chối kéo dài thời hạn đăng ký bỏ phiếu tại Florida và Georgia cho kỳ bầu cử ngày 5/11 sau bão Helen và Milton. Thẩm phán Eleanor Roth tại thành phố Atlanta, bang Georgia, ngày 10 tháng 10 nói rằng đề nghị của nguyên đơn thiếu rõ ràng và chi tiết. Chúng tôi không nghe người nào nói không thể đăng ký bỏ phiếu, bà Roth nói.